Xin chào tất cả mọi người. Đây là cái cây năm vàng trắng tuyết là đã nở vào năm 2018 năm ngoái. Còn năm nay 2019 là không nở lại. Nhưng còn ba cái tên là năm vàng trắng tuyết, năm vàng trắng củ chi, năm vàng trắng chợ mơ ấy, thì cây củ chi với cây chợ mơ là mọi người đã thống nhất là một tên là củ chi. Còn cây tuyết thì hình như là mọi người đang có cái dấu hiệu gọi cây tuyết và cây củ chi là khác nhau. Nhưng thực ra ấy, thì bộ thân lá nó hơi khác một chút, nhưng có thể là do nuôi ấy. Còn bộ khuôn hoa cánh thì nó giống nhau thì rất là nhiều. Thế nên nếu như mọi người đã sưu tầm cái củ chi rồi thì có thể là không sưu tầm cây tuyết hoặc là sưu tầm cây chợ mơ, không sưu tầm cái chợ mơ nữa. Còn cây tuyết thì nên sưu tầm, cũng có thể sưu tầm được, bởi vì nó nếu thực sự mà chúng ta nhận biết được những thứ khác ấy, thì hãy sưu tầm. Còn nếu không thì tuyết chi mơ hãy mua một cây để chúng ta có thể sưu tầm một cái cây nằm trắng mắt xước, cánh trắng tuyết rất là đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người, em sẽ có video vào mùa tới. Xin chào.